Bây giờ chúng ta sẽ học đố con vật nhé. Đây là con gì? Con trâu. Con trâu. Con trâu kêu thế nào? Của nó có màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Con trâu ăn gì? Cỏ. 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 Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Màu đỏ. Màu đỏ. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa xanh dương. Đây là cá đĩa xanh dương. Màu